Sau kỳ trăng mật ngọt ngào tại khu nghỉ dưỡng đắt đỏ bậc nhất Việt Nam, Miu đã trở lại với công việc. Cô cũng tranh thủ tham gia sự kiện gặp gỡ bạn bè. Tuy nhiên, thông tin về chồng thiếu gia vẫn gây tò mò dù đã lộ diện trước công chúng. Nàng dâu mới bên cạnh khoe nhan sắc xinh đẹp ngọt ngào sau khi trở về từ kỳ nghỉ trăng mật. Mới đây nhất, Miu đã đến xem concert của ca sĩ Trung Quân cùng với ông xã Minh Đạt. Nữ diễn viên thích thú hào hứng khi rủ được chồng đi cùng bởi anh là người có tính cách khá hướng nội, không thường xuyên lui tới những nơi đông người. Cùng nhau đua idol, Miu thu hút mọi ánh nhìn với nhan sắc rạng ngời trong bộ vest thanh lịch và lối trang điểm nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, thiếu gia Minh Đạt cũng bảnh bao không kém trong bộ vest lịch lãm. Những khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi được trên qua đường ghi lại khiến fan hâm mộ không khỏi thích thú. Nữ diễn viên Miu có hành động nhìn chồng đầy trìu mến, cả hai không ngại trao nhau những cái thơm má ngọt liệm khiến những ai chứng kiến không khỏi thích thú. Diễn viên xinh đẹp Miu và thiếu gia Minh Đạt đã bí mật hẹn hò trong một khoảng thời gian dài trước khi chính thức quyết định về chung một nhà vào tháng 6 năm 2024. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức hoành tráng lãng mạn, quy tụ dàn sao Việt đình đám tham dự. Sau đám cưới, nữ diễn viên đã thoải mái hơn trong việc chia sẻ về ông xã với người hâm mộ. Miu từng chia sẻ, anh ấy là người giỏi tính toán, logic, còn tôi thiên về nghệ thuật. Chúng tôi như hai mảnh ghép hoàn hảo bổ sung cho nhau trong cuộc sống. Cả hai đều hướng nội, thích dành thời gian chia sẻ tâm sự tại nhà, vùng đất tổ ấm bình yên. Được biết, Miu và Minh Đạt lần đầu gặp nhau trong một chuyến du thuyền. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, nữ diễn viên đã cảm nhận được sự đặc biệt ở Minh Đạt và tin rằng anh chính là người đàn ông mà mình đã chờ đợi bấy lâu nay. Về chuyện này, Miu chia sẻ về khoảnh khắc định mệnh xe duyên cho cô và ông xã Minh Đạt. Nữ diễn viên cho biết cả hai gặp nhau vào một ngày mùa đông trên chiếc du thuyền định mệnh 3 năm trước. Thông tin này khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ, bởi trước đây, Miu và Minh Đạt luôn giữ kín chuyện tình cảm. Tuy nhiên, các thánh soi đã nhanh chóng soi ra việc cặp đôi từng cùng tham dự một bữa tiệc sang trọng trên du thuyền tại Hạ Long vào tháng 12 năm 2021. Dù trong đoạn clip ghi lại bữa tiệc lúc đó, Miu và Minh Đạt chỉ có vài khoảnh khắc đứng gần nhau và không có tương tác đặc biệt. Nhưng việc Miu đăng tải lại ảnh chiếc váy dạ hội y hệt với trang phục cô diện trong đêm hôm ấy càng khiến nhân tình tin tưởng vào lời chia sẻ về cuộc gặp gỡ định mệnh của nữ diễn viên. Nhiều người phát hiện đặc biệt là từ lúc chụp ảnh đến tổ chức đám cưới hào môn, cặp đôi thường xuyên dùng những chi tiết liên tưởng đến mùa đông. Theo đó, Miu và Minh Đạt chụp ảnh cưới giữa không gian phủ kín tuyết trắng. Một trong những bộ váy cưới cô dâu mặc để chụp ảnh cưới có tên là Hoa Tuyết Trắng. Ngoài ra, khi Miu và Minh Đạt cùng các bánh cưới thì cũng có hiệu ứng như tuyết rơi. Chồng thiếu gia của Miu sinh năm 1990, kém cô 1 tuổi. Anh tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA tại Đại học California, Mỹ và hiện đang làm quản lý cấp cao tại tập đoàn nhựa của gia đình. Dù chỉ mới lộ diện gần đây, nhưng Minh Đạt đã ghi điểm cực lớn trong mắt công chúng bởi ngoại hình điển trai, phong thái đỉnh đạt và tính cách hiền lành, đặc biệt là cực kỳ mê vợ. Những khoảnh khắc Minh Đạt nhìn Miu đắm đuối, luôn luôn nắm tay và không rời khỏi cô nửa bước trong đám cưới đã gây sốt trên mạng xã hội.